Về máy cạo để tóm lại. À, chứ không. Về vết. Cái đó này. Mới mà gặp nhau chứ đừng chứ. Nó phải quay quay lần mà. Đấy. Mới gặp nhau chứ đừng chứ. Đúng. Gặp chứ đừng mà. Mới vô vừa vô đất mà vô đất mà em cạo thôi. Cái này mấy phân nhỉ? Cái gì anh? Tô dày đồ dày của nó là. Dày quá ở nguồn đây hơi băng anh. 2 phân.